Hello，大家好，我是玄米，好久不见。这几天忙，然后呢，我父母打电话给我，我也不知道他们怎么打那么多，因为忙，所以我没有接嘛。现在我打回给我父母，看看有什么事情。你看这么多，我现在打回去给我父母看看。我爸爸刚打了，我爸爸又刚打了啊。Hello，我来，来，哎，是回来，我妹来，thấy mấy bữa đi bố mẹ gọi nhiều nữa, mấy bữa đi bận, à, bố mẹ xem video hả? Dạ, đi xem nhà rồi.Nhà chung cư đi xem nhà, đi xem thì hôm mấy bữa đi đi về suy đi xem nhà. Xem nhà một tầng hai tầng á, tức là xem hai chỗ thấy hai chỗ đó rồi, một chỗ một tầng hai tầng. Không, chưa mua đi xem rồi thôi, đi xem nữa. Thì chị bảo mua, chị muốn mua ở đó, nhưng mà nhà đó huyên thì đắt lắm, thì kiểu nhiều nhà đó là cái nhà to mà bố mẹ xem mà hai tầng nữa là 240 m², mà giá là mấy 150 vạn 5 tỷ Việt Nam, 240 m², hai tầng đắt á. Mới đâu, cái căn nhà 240 m² nữa là nhà mới, nhưng mà người ta chưa ở, nhưng mà ý là gọi là nhà thứ hai đấy á, người ta ấy rồi. Ừ, khiếp. Wow, ủa ba bà xua chưa sang sửa mà khăn nó ở 240 m², cái phòng dự mà là 150 vạn左右, nên là 160 vạn, nó tương đương với là 50 tỷ. Ủa ba bà xua, cái giá cả ở Việt Nam có thể nâng mày chỉ thao thôi, chứ một phía đi mà vô hề vào. Nó có cái căn nhà tầm 140 m² nữa, hay là 130 gì đó, tầm 8324, gần 3 tỷ. Không, không phải ở trung tâm mà đó đang ở viên đó. Ở đó thấy núi nhiều, thấy núi nhiều. Ủa bà ý quý nó cái giá cửa sẽ tại trung xin đó, chứ hẳn phá trả cái tí phạm. Rồi bố sô bố sư nó cái tí phạm chứ tôi sư sàn đó. Sư chính nguyện. Nhưng mà đàn nữa hẳn có khu du lịch á, có cái nơi nữa là nơi du lịch, thuộc khu du lịch. Có cái gì cũng có hết. Có hết. Nhưng mà ý là từ đó mà đi ra đến nhiều Quảng Châu hay là chỗ khác thì hẳn lại xá. Mà toàn núi á, cái đường núi Huyên không thích. Ủa, các bà mà xưa, bà mà hai người trung siêu xưa bùi xưa mà phần ông bố bố thay xì hoan na lì, nhưng mà sát thay tua là rồi nha. Bên Việt Nam rẻ nữa bố, đắt không? Ví dụ ở bên ở chung cư thì mấy tiếng? Ở Việt Nam, cái sản phẩm phòng quay bù quay mà, bố bà bảo là, để cho chỉ sử quan chứ nâng mải tao là, liêu sử quan vừa yêu nâng mải tao là. Nhưng mà cái số tiền lúc này phải bảo là nhà mua lại á, chứ không phải nhà mới đâu, nhà mua lại mà đắt như rửa đó, nhà mới phải đắt gấp đôi. Ôi, nhà mua lại. Nhà mới phải đắt gấp đôi. Nhà nữa coi rẻ rồi. Nhà nữa so với cái giá ở bên Trung Quốc thì là coi như là rẻ rồi đó.
Ha ha ha.